Hello hello anh em hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2024 các hàng lột máy cơ bên em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cơ xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nha và trong lô ngày hôm nay thì có hai cái con máy thanh lý cho anh em là cái con i1 và con i2 này đây thì sẽ bán thanh lý cho anh em tí nữa thì em sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em và lô ngày hôm nay thì có 9 con máy cơ xích nha anh em nha chín con máy cơ xích toàn là những cái hàng vip chất lượng cho anh em luôn à, con i 2 này là để chuyên cho anh em về sử dụng khai thác cắt hạ gốc cây đây còn à, tất cả những cái con còn lại thì nó sẽ là hệ cưa gia đình và gia đình chuyên nghiệp anh em nhé không phải là hàng cưa khai thác to đâu anh em nên là anh em vui lòng tham khảo kỹ giúp cửa hàng chúng em nha nếu mà anh em nào mà sử dụng ít à, dăm bữa nửa tháng mới sử dụng một lần thì có thể lựa những con máy hàng bên dưới này đây còn nếu mà anh em sử dụng gia đình chuyên nghiệp một ngày làm 8 9 tiếng liên tục ấy, với tần suất nhiều thì anh em hãy tham khảo những cái con máy ở bên trên này anh em nha. Phân chia theo thành hai hàng rồi đấy. Phân chia theo thành hai hàng rồi anh em nhá. À, và đánh dấu ký tự là lô chữ Y. Tại sao mà em lại ghi cái chữ Y như thế để thuận tiện cho anh em đặt hàng và bên em thì sẽ không bắt anh em phải cọc trước nha. Nhận hàng kiểm tra hàng đúng máy trên video và thanh toán là được anh em nha. À, em có ghi cái chữ Y là như thế Y1, Y2, Y3 này cho tới Y9 này để thuận tiện cho anh em đặt hàng nhiều anh em không biết mã máy là tên là gì thì hãy bảo là anh muốn mua cái con y máy là được anh em nhé đấy rất là dễ dàng đúng không anh em số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để dưới màn hình rồi số đó thì có sử dụng zalo luôn anh em nào sử dụng zalo thì kết nối zalo để đặt ở trên zalo cũng được chỉ cần cho em thông tin địa chỉ số điện thoại là em sẽ ship đến tận nhà cho anh em bên em thì có giao hàng toàn quốc anh em nha rồi đầu tiên là hai con máy thanh lý này đây sách hai con máy thanh lý này ra trước nha đấy à, đầu tiên là con i 1 này con này thì nó là dòng cưa Kamasu, dòng này hệ là máy cưa mini, cân nặng khoảng 3kg rồi và thật ra con này tại sao mà em đánh thanh lý? Bởi vì con này nó là hàng máy mới 100%, hàng máy mới 100% nha, đấy, đang bán với cái giá 1 triệu 250 bao ship cho anh em Nếu mà anh em nào mà cần một chiếc máy cưa xích về cắt tỉa cây cảnh, cắt nhánh, đồ linh tinh nhá, đấy, cắt cảnh, cắt nhánh, cần một chiếc máy cưa mini cân nặng khoảng 3kg Thì con này rất là phù hợp luôn anh em nha, rất là phù hợp luôn anh em Đấy, nếu là anh em nào mà kinh phí hạn hẹp, nền kinh tế đang hạn hẹp trong gia đình nhà mình Cần một chiếc máy cưa giá thả vừa phải, con này thì 1 triệu 250 là quá rẻ luôn rồi Em nghĩ là rẻ ngang với máy cưa điện luôn rồi anh em nhé à, Công suất 25cc, nòng của nó là 35mm à, Đây, có núm xăng phụ đầy đủ, có thắng xích khóa xích này Lam của nó là mặt cắt là được 30 phân nha Đấy, hàng máy mới 100% luôn Nếu mà anh em nào mà cần kinh tế hạn hẹp đây cần một chiếc máy cưa hạt rẻ thì con này rất là phù hợp cho anh em nhé. Và đây hàng này thì là hàng chuẩn của công ty chất lượng luôn này, anh em có này, tem dập lốc đoàn hoàng luôn anh em nha chứ không phải là hàng tạp nham bán trên thị trường đâu anh em sử dụng hai ốc chân lam này. Đó, tại vì con máy này thì em đang uh, nó gần hết mẫu rồi. Nên là còn mấy cây nữa đang bỏ ra bán thanh lý cho anh em để em nhập mẫu mới về để trưng uh, lên cửa hàng để bán anh em nhá. Thì mấy con máy này thì bán thanh lý cho anh em lỗ vốn luôn anh em anh em cần thì liên hệ cho bên em nhá đấy con này thì hàng mini cho anh em về cắt tỉa cây cảnh cắt củ đồ linh tinh nhá À, những cái con máy mà sau đây thì cửa hàng chúng em vẫn sẽ bảo hành cho anh trong vòng 6 tháng Con này thì vẫn bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng sử dụng nha Và riêng cái con này này đến nữa anh em hỏng hóc phụ tùng thay thế rất là nhiều và dễ dàng bán trên thị trường cực kỳ nhiều phụ tùng nhá chỗ nào cũng có phụ tùng để thay thế sửa chữa luôn dòng này thì động cơ sang pha nhớt dòng hai thì nhá đấy đây là con i 1 là con cơ mini con này con này nó cũng là hàng máy mới luôn nhưng mà con này thì nó là để công suất to cho anh em cắt hạ gốc cây đấy công suất to khỏe nha con này thì đến từ nhà thương hiệu nakata đấy giá một triệu sáu bán thanh lý cho anh em con này nòng của nó là 45 mươi ml công suất 68 cc đấy anh em nào mà về sử dụng đây CS6800 nha công suất 68cc có chụp giật trợ lực này vẫn bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng sử dụng con này thì có thể kéo được khoảng lam 70 cm đổ lại nhá lam 70 cm đổ lại uh, lam của nó theo máy sẽ là lam 55 cm lốc hợp kim nhôm này đấy con này thì công suất to cho anh em về khai thác cắt hạ gốc cây đây sử dụng hai ốc chân lam vẫn trực tiếp một 13 này đây, mã vạch của nó đây hàng chủ của công ty nên là mã vạch ở lốc nghĩa con nó thiết kế rất là đầy đủ và chắc chắn nha anh em nhé con này sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng sử dụng này đây là hai con máy bán thanh lý cho anh em để cửa hàng chúng em nhập mẫu máy mới về đấy thấy không đó y2 giá 1 củ 6 anh em nha rồi bây giờ bắt đầu là qua từ con i3 cho tới con i9 là hàng của Nhật Bãi đây anh em Bắt đầu giới thiệu hàng của Nhật Bãi nha Con đầu tiên là một con máy cưa dạng mini Mini hàng của Nhật Bãi anh em à, Con này thì nó đến từ nhà thương hiệu Tananka Công suất 33cc, nòng của nó là 38mm Có núm bơm sang phụ này Lam dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 Đấy, con này thì thiên phù hợp cho anh em cắt những khu gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại nhá. Anh em về sử dụng cắt tỉa cành trên cao, cắt cành, cắt nhánh. Con này thì nặng tầm khoảng uh, gần 4 kg, tầm khoảng 3 kg mấy 3 kg 3 kg rưỡi đến 3 kg 8. Tầm đấy giá 1,8 triệu 8 nhá Dòng này thì nó là đến từ thương hiệu Nhật Bãi. Hàng của Nhật Bãi anh em nhá. Đấy. Máy móc tình trạng đẹp, liền mạch không có bể vỡ nứt nát gì cả. Đây cho anh em nhìn vào mặt tiền này sử dụng xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều rồi xích thì cũng khá dày dặn và to bạc này anh em nhá đó hết chê rồi đúng không rồi giờ test nổ cho anh em nghe qua này Đấy, hàng cưa mini con này thì nó là hàng đời mới của hàng Nhật nên là đến nữa con này hỏng hóc ấy, thì phụ tùng cũng sửa chữa cũng rất là nhiều nha, không cần phải lo nhá. Dòng này nó là dòng đời mới và dòng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Đấy. Uh, con này ấy, uh, thì công suất 33cc cho anh em phù hợp về sử dụng gia đình nha anh em nhá. Uh, và vẫn bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng. Anh em lấy con này thì sẽ bảo hành cho anh em vào 6 tháng và 1 triệu 8 thì bên em bao ship. Uh, con i4 này y 4 là một con máy cưa cũng là nhà thương hiệu Tananka luôn nhưng mà con này thì nó thiết kế theo dạng tay dài hàng mini cho anh em về để cho anh em chuyên đứng ở dưới đất để cắt đấy ạ nếu mà anh em sử dụng ấy mà hay leo trèo trên cao cắt tỉa cành tỉa nhánh cần một chiếc máy cưa mini nhỏ nhẹ thì con này phù hợp còn nếu mà anh em mà mà đứng ở dưới đất cắt như là nhiều nhá thì lấy con này thì nó sẽ thuận tiện hơn cho anh em bởi vì nó được cầm nắm bằng hai tay cầm nắm bằng hai tay giá bán một triệu tám năm mươi con này thì công suất cũng 33cc, đường kính chai bê tông là 38mm. Đấy, máy móc thì nó trông nó giống hệt con này đúng không? Nó chỉ thiết kế một cái phần tay nó sẽ dài ra thôi cho anh em về sử dụng nha. Lam của nó là cũng 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều Còn đúng không? Sang phụ đầy đủ này. Đấy, máy móc cũng tình trạng đẹp liền mạch không có bể vỡ nứt na gì cả bán giá quá rẻ luôn một triệu tám năm bao ship và bảo hành cho anh em vào sáu tháng nhá con này thì phụ tùng rất là nhiều không có không cần phải lan tan đến nó hỏng hóc sửa chữa rất là nhiều luôn anh em nhá đấy thấy không nhìn máy móc này làm thì hầu như là chưa hề bong tróc nước sơn Chỉ mở phần chữ đi một tí xíu thôi thì Hàng Nhật thì anh em sử dụng thì quá là ok luôn rồi Những con máy như thế này thì anh em về sử dụng cực kỳ bền nha Về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại anh em nhé Đây giờ test nổ cho anh em nghe qua này made Japan nha Hàng của Nhật nha anh em nha Hàng của Nhật nha anh em nha Đấy giá bán 1 triệu 850 Bao ship cho anh em và bảo hành cho anh em trong 1-6 tháng Rồi qua con i5 này là một con máy cưa đến từ thương hiệu Maruyama Con này thì công suất cũng 33cc Nòng của nó là 38 ml Giá bán 1 triệu 9 anh em nha Con này thì có thắng xích khóa xích này Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ ó máy móc cũng thiết kế theo dạng tay dài cho anh em về cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Lam của nó là dài 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 sử dụng xích mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Có núm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em đây. Đó, thấy không? Marujang 3 MC330 nhá Anh em về lấy con này sử dụng gia đình thì hết chê luôn rồi. Đây phần bô này anh em nhìn đây. Chưa hề có vết hàn gì gì anh em nhá. Máy móc liền lạch bên em thì chuyên gọi như là bán những cái hàng mà Chất lượng cho anh em Đây núm không sang phụ này Rất tét đổ cho anh em nghe qua này Kéo cái lè là tí Y5 giá 1 triệu 9 Bảo hành cho anh em vào 6 tháng và bao ship cho anh em nha à, Rồi qua đây là những con máy Y6, Y7, Y8, Y9 này là cho anh em những về để nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp nha Sử dụng gia đình chuyên nghiệp Tại sao em nói như thế ạ Là những con máy này nó sẽ thiết kế cho anh em dạng uh, hệ nòng đứng này Hệ nòng đứng này Đấy, như con này này thì nó là đến từ nhà thương hiệu Echo và công nghệ của nó là công nghệ Eco công nghệ eco là sao ạ là công nghệ này thì nó sẽ thiết kế cho anh em như chủ giảm trợ lực này núm ôm xăng phụ này thắng xích khóa xích này đấy thắng xích khóa xích này và uh, chế là tiết kiệm nhiên liệu tiết kiệm xăng nhanh nhầm nhá sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này lam của nó ba là 35cm phần mặt cắt còn lại là 30 sử dụng là xài xích mini nha con này thì đang bán với cái giá 2 triệu 450 này. dòng này anh em về sử dụng thì nó cực kỳ bền cho anh em luôn đó, về cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại nha nhưng mà với cái tần suất nhiều thì anh em sử dụng con này thì nó sẽ giúp cho anh em bền bỉ rất là nhiều luôn. Giá bán 2 triệu 450 bao ship bảo hành cho anh em vào 6 tháng. Đây. Made Japan này. Anh em nhìn chưa? Đó, công suất 34 cc nha anh em nhá. Giờ tiết nổ cho anh em nghe qua. Y6 hàng CS3611 này con này thì cân nặng khoảng tầm 5 kg anh em nhé cân nặng khoảng 5 kg đó, à, giá bán 2 triệu 450 cho anh em về sử dụng gia đình Anh em cảm thấy ok Thì liên hệ cho bên em bảo hành cho em vào 6 tháng Bao ship nha Rồi qua con i7 là một con máy cơ Cũng là, là Echo Kyuri tiếp Nhưng mà con này thì nó là khác đời Khác đời với con kia nhưng mà cùng một mẹ đẻ ra nha anh em Con này rằng 3201 Và có tích hợp chụp giật trợ lực này Ờ... À có núm xăng phụ này có thăng xích khóa xích này con này uh, sử dụng hai ốc chân lam luôn này lam chữ echo còn nguyên nhá quá đẹp nhá lam con này thì mặt cắt là được bao nhiêu đây đây cho anh em này khoảng một gang tay hai gang tay nhá tầm khoảng lam mặt cắt dài khoảng 40 anh em luôn em thấy chưa uh, công suất 34cc về phù hợp cho anh em cắt những khu đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại giá bán 2 triệu 600.000 nhá 2.600.000 đồng 38ml Đấy, thấy không Made in Japan này CSVE3201 nhá Echokyorit 3201 này Đó anh em nhìn thấy chưa Quá đẹp đúng không Tình trạng con máy này tem mát hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên Đó đây nhìn thấy không Đó, Tem mát hầu như là còn chuẩn chỉ hết anh em nhé Máy móc tình trạng liền mạch quá đẹp luôn anh em Con này nguyên zin nguyên bảo 100% Giá bán 2 triệu 6 bao ship và bảo hành 6 tháng ờ, Phụ tùng thay thế rất là nhiều nha ờ, Vâng qua con y 8 là một con máy cưa Sindai qua. Sindaiwa là cái thương hiệu mà các bác ở chính ngã miền Tây có lẽ là thích về cái dòng này nhất. Đó, thích về cái dòng này nhất bởi vì tại sao ạ? Bởi vì dòng này nó là hàng nồi đồng cối đá và cực kỳ bền sử dụng lốc hợp kim nhôm luôn này anh em. Lam con này này còn chữ Sindaiwa nguyên, Lam phần mặt cắt là 40 còn tổng thể độ dài là 45 cm nha. Sử dụng xích chung 91. Con này có tích hợp chụp giật trợ lực này. Đấy. Giá bán 2 triệu nha. Sử dụng hai ốc chân lam luôn này, Vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Anh em nhìn thấy chưa? Đó, lam còn chữ Sindaiwa. Máy móc này xin đai qua này đầy đủ hết nha Nòng 40mm công suất 36cc Con này cho anh em chuyên về sử dụng gia đình chuyên nghiệp Hoặc là sử dụng khai thác tầm trung này Con này nó sử dụng hai bạc Trong bít tông của nó nó sử dụng hai bạc và hai bạc dày nhá Nên là cái vòng tua của nó rất là khỏe luôn anh em Tí nữa em sẽ giật tét nổ cho anh em nghe qua này Cho anh em nghe thử cái trải nghiệm của con máy này xem Vòng tua nó khỏe lắm anh em Con này thì nồi đồng cối đá luôn anh em Về sử dụng cái thứ nhất này vừa bền là một này vừa khỏe là hai nhá sử dụng cho anh em khai thác tầm trung cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đủ lại Đây Đấy. Rồi cuối cùng trong lô ngày hôm nay này là một con máy cửa Estin MS170C Hàng này thì nó là hàng đời mới Hàng đời mới của nhà Estin Nhưng mà dòng này thì nó là hàng bãi nhật anh em nha Giá bán 3 triệu 350 Và tình trạng máy cho anh em nhìn qua này Ốc này còn trắng phau nguyên anh em nhé, Trục giật trợ lực Nòng của nó là 37mm công suất 32cc đó, hai ốc chân lam bằng trực tiếp một khóa 19 này, lam của nó phần mặt cắt là được bao nhiêu đây? Uh, khoảng hai găng tay phần mặt cắt nha đấy hai găng tay phần mặt cắt đấy Các anh em nhìn qua phần mặt tiền của nó đây anh em nào mà am hiểu về cái dòng máy cưa này rồi thì có lẽ không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi đúng không anh em hôm nay sưu tầm được một con hàng đẹp cho anh em luôn nha con này thì lâu lâu mới có một con đâu Ok 3 triệu 350 anh em nha Vâng và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em 9 con máy cơ xích Anh em ưng con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng bên em ngay để đặt hàng anh em nhé Số điện thoại thì cửa hàng chúng ta để dưới màn hình rồi Và đọc xem cái mã là anh muốn mua con y mấy là được anh em nha Bên em thì có giao hàng toàn quốc luôn anh em Xin chào toàn thể anh em